Hello cả nhà, hôm nay Amber sẽ giới thiệu mẫu hồ cá công nghệ mới nhất Dragon One. Đấy, mẫu hồ cá Amber Fish Dragon One. Cái mẫu hồ này có kích thước full size là dài 1,5 m, 1,5 m nha, rộng 60, cao 1,55 m. Cái hồ cá ở trên thì nó dài 1,5 m, rộng 60, cao 60. Còn cái hệ lọc ở phía bên dưới là 1,5 m nhân 60, cao 95. Mình đang bắt đầu cho nước mới vào và sẽ bắt đầu chạy nước. Thì cái ngày đầu tiên là ngày hôm nay thì nước sau qua hai cái hệ lọc đầu nguồn để khử bớt clo và kim loại nặng. Thì mình đã cho vào trong hồ cùng với vật liệu lọc. Thì cái hệ lọc của nó thì sẽ có cái ba kỳ dàn mưa 3 tầng. Đó, tất cả là mình để bằng bông 10D. Tại vì cái vật liệu lọc thì sử dụng vật liệu lọc gì và số lượng như thế nào thì nó tùy theo cái việc chúng ta nuôi con cá gì và chúng ta chơi với số lượng bao nhiêu cá. Thì cái hồ này bên mình sẽ để một em bối đấy, full helmet, chỉ có một em thôi, và cũng có thể thêm hai em phi phụng nữa, thì tổng số tầm khoảng 2-3 con cá. Thế nên là cái hệ lọc rất là đơn giản. Thứ nhất là dàn mưa Baki thì để full bông lọc 10D nhá. Thì cái bông lọc 10D này á, nó sẽ làm cái nơi để cho vi sinh dị dưỡng nó phát triển và nó phân hủy cái mùn bã hữu cơ. Khi mà chúng ta cho cái vi sinh dị dưỡng, ví dụ như pristine của Sichem, tiếp đến thì mình sẽ cho một ít biobon, nó sẽ nổi ở phía trên. Ở phía bên dưới thì là sẽ để full magic. Còn tiếp tục cái ngăn tiếp theo là ở dưới để magic pon, ở trên để magic thường. Và ngăn tiếp theo thì cũng vậy, cũng magic bon và magic thường. Đó. Tiếp theo, trước khi đến ngăn bơm thì nó sẽ trải qua cái ba cái túi lọc nha, ba cái túi lọc bụi mịn. Sau đó nó sẽ đến ngăn bơm. Ngăn bơm thì mình đang sử dụng cái bơm Marine 6.000 lít trên giờ. Và ở đây nó sẽ có hai cái phao đo mực nước để nó chống tràn cái ngăn bơm này. Đấy, khi mà mực nước nó vừa đủ cho ngăn bơm đấy, thì nó sẽ tự động là điều cái lượng nước đi vào cái khoang chứa bên dưới nha. Đấy, cái hệ thống là phun ống nhập khẩu luôn. Phun ống nhựa nhập khẩu nha. Sau này mình sẽ đi tiếp những cái video để hướng dẫn chi tiết sử dụng như thế nào. Một cái khác biệt so với những cái hồ cá công nghệ mà trước nay chúng ta hay thấy là cái khung này thì người ta thường làm bằng sắt, thì sau này sau một thời gian sử dụng á thì nó sẽ bị reset như thế này. Nó sẽ bị reset như thế này nha. Nó rất là dơ. Thế nên là cái hồ này Amber Fish Dragon One làm bằng full cái khung thép không gỉ nha. Tiếng Anh thì là stainless steel á. Ở phía ngoài cùng là một cái hệ xả đáy từng ngăn lọc. Xả đáy từng ngăn lọc. Ở phía trong hồ thì nó có hai cái hút đáy 360 và hai cái thổi đáy 180. Đó. Cái này thì sẽ không có chơi hút mặt nha, tại vì không cần thiết. Tại vì thường á, hút mặt thì chúng ta thường áp dụng cho cái hồ cá ngoài trời thôi, giống như là hồ cá koi ấy. Tại vì sao? Tại vì khi mà để ngoài trời ấy, nó rất là nhiều cái lá cây rồi là cái dơ.
bẩn nó rớt vào cái hồ cá của chúng ta thì chúng ta sẽ cần cái hút mặt để hút những cái đó đi. Còn thực sự là với một cái hồ cá mà chuyên chơi cá rồng như thế này thì chúng ta không cần thiết phải hút mặt nhá. Và mình sẽ quay video từng ngày một, từ lúc ban đầu như thế này mới bỏ vật liệu lọc vào, đấy, mới cho nước vào thì chúng ta hãy khoan, chưa cần cho vi sinh, chưa cần cho gì hết nhá. Để làm gì? Để chúng ta chạy cho nó hết cái mùi nhựa của cái hồ mới đi, và nó hết mấy cái bụi của cái vật liệu lọc đó. Sau đó chúng ta sẽ thay nước 100%, một hai lần gì đó, đến khi nào cảm giác là nó thấy nó hết cái bụi rồi đó, thì chúng ta mới bắt đầu cái chu trình cycle nhá. Anh em thì nhớ follow kênh để xem những cái tập tiếp theo, để xem cái hồ cá công nghệ mới này nó sẽ giúp cho cái hồ cá của chúng ta nó sẽ đạt được cái mức độ chất lượng nước như thế nào nhá. Và cái hồ này thì sau khi cycle xong thì bên mình sẽ thả một em full helmet. Rồi, xin cảm ơn anh em đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.